Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện tại thì chị đã có mặt ở đây cùng với chúng mình để chị em mình cùng nhau học nốt buổi cuối của chiến dịch tiếp cận văn 9. Không biết là hiện tại thì các bạn đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị chưa? Nếu các em đã vào đây rồi thì đừng quên nhá, hãy gửi lời chào đến chị ngay dưới phần comment này nhá. Rồi, xin chào các em, xin chào các em. Xin chào tất cả các bạn. Thế nào, bây giờ là buổi cuối rồi đấy, thầy có nhanh không? Thầy có nhanh không ạ? Rất là nhanh đúng không? Thời gian thì thấm thoát thoi đưa chẳng đợi ai cả. Thế cho nên là không biết là các bạn có xem đủ 4 cái buổi ở trong chiến dịch tiếp cận văn 9 không? Nếu mà các em không xem đủ thì các em có thể xem lại nhá. Bởi vì chị không xóa video đâu, chị vẫn để video cho các em để các em có thể theo dõi đấy. Xin chào Gia Hân, xin chào Nghi Ngọc, xin chào Nguyễn Thi, chào Trúc Lam, xin chào các bạn. Các bạn ơi, những giây phút đầu giờ thì chúng mình có thể tăng bạn bè của mình vào nha, để cùng học với chị. Chị sẽ đợi các bạn khoảng 2 đến 3 phút, khi mà các bạn vào đây đông đủ hơn rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi học văn bản Kiều ở Lầu Hương Bích. Và đây là một trong 3 văn bản thuộc truyện Kiều mà các em sẽ thi vào 10 đấy nhá. Những văn bản mà chị đã chia sẻ cùng với các bạn thì đều là những cái văn bản mà có trong chương trình ôn thi vào 10. Các bạn phải hết sức lưu ý cho chị, đặc biệt là phần văn học trung đại. Đây là phần văn học khá là khó đối với các em, bởi vì đã cách xa các em khá là lâu rồi, mà nó còn có nhiều từ cổ nữa. Đó, thế cho nên là các bạn cũng phải chú ý nha, được không? Hello Minh Thủy, xin chào em. Nào, nhanh chóng nào, nhanh chóng vào học nào. Đợi một xíu thôi. Ở đây thì không biết là đã có bạn nào đăng ký khóa học văn VIP chưa? Các em đã đăng ký khóa học văn VIP để chuẩn bị là học trước kiến thức, học trước chương trình của văn lớp 9 chưa? Chia sẻ với chị nhá. Rồi, cũng gọi là ngày hôm nay thì cảm giác như là buổi cuối nhưng mà các bạn vẫn không có tinh thần lắm đúng không? Chưa nhận thấy được cái tinh thần học của các bạn. Mình phải năng lượng vào chứ, mình phải hăng say vào chứ, mình phải sôi nổi vào chứ. Lúc đấy thì chúng ta mới có thể có một cái tâm thế học tập hiệu quả được. Đó, nhá. Rồi, không biết là đến buổi cuối thì đã có bạn nào mà là còn bạn nào mà chưa có sách giáo khoa không? Còn bạn nào chưa có sách giáo khoa không? Phải có sách giáo khoa thì chúng ta mới đọc được văn bản các em nhá. Nào, thế thì bây giờ chắc có lẽ là chị sẽ dạy luôn, được không? Chị sẽ dạy luôn với chúng mình. Nào, đi mở với chị trang số 93. Các em vào trang số 93 nhé. Đó, Kiều ở Lầu Hương Bích. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ngày hôm nay thì chị đã rất là kỳ công để có thể viết cho các bạn một cái phần tổng kết lại kiến thức. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái phần chị ghi chép, chị viết tay cho các bạn không? Thế cho nên là hôm nay các bạn phải chăm học thì chị mới cho các bạn cái tài liệu này. Nếu mà các bạn không chăm học thì chắc chắn là chị sẽ để đây và để cho các bạn lớp viết tham khảo. Còn các bạn sẽ không được nhận miễn phí đâu nhá. Thế cho nên là phải sôi nổi lên, phải tương tác với chị lên. Đó. Đọc trước văn bản Kiều ở Lầu Hương Bích cho chị. Các em đọc trước văn bản Kiều ở Lầu Hương Bích cho chị nào. Có ai thuộc chưa? Đã có bạn nào thuộc cái văn bản này chưa? Chị sẽ đọc trước cho chúng mình nhá. Sau đó thì các bạn sẽ theo dõi vào sách giáo khoa để chúng ta có thể đi phân tích được văn bản. Đó. Rồi, Kiều ở Lầu Hương Bích. Trước Lầu Hương Bích hóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cuồn nọ bụi hồng dặm kia. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tin sương luống những ngày dày trông mai chờ. Bên trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Xót người tựa cửa hôm mai,
quạt nồng ấp lạnh những ai đỏ sờ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc từ đã vừa người ôm. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trông nổi cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Các bạn thân mến, vừa rồi chính là phần văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích mà chị đã đọc cho các bạn. Vậy thì nhiệm vụ thứ hai của chị em mình chính là đi giải nghĩa những từ khó nhá. Đi giải nghĩa những từ khó. Thế thì đối với chúng ta, những từ ngữ khó là những từ như thế nào? Nó có thể là những từ ngữ cổ, nó có thể là những từ ngữ thành ngữ, tục ngữ mà ông cha ta đã sử dụng. Thế thì vào đây, nhìn vào đây này, chúng ta sẽ có 12 từ ngữ để có thể đi giải thích. Đầu tiên là từ khóa xuân. Khóa xuân có nghĩa là sao? Là khóa kín cái tuổi thanh xuân. Ý muốn nói là cái sự cấm cung đấy. Các bạn mà xem phim cổ trang chẳng hạn, các bạn rất thường hay nghe được cái từ là cấm cung. Con cái nhà quyền quý thời xưa thì không được ra khỏi phòng ở. Và đây muốn nói là việc Kiều đang bị giam lỏng. Đó. Cái thứ hai, đây các bạn có thể nhìn thấy cái chú thích thứ hai này. Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Cả cái câu văn ấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là Kiều ở trên lầu cao nhìn xuống, nhìn thấy cái dãy núi xa xa và mảnh trăng như ở cùng trong một cái vòng trời, như cùng trong một bức tranh vậy. Đó. Bụi hồng, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia. Thế thì bụi hồng có nghĩa là bụi có sắc đỏ do gió bốc lên. Trong văn học cổ thì bụi hồng còn có nghĩa là bóng, là cõi trần. Còn ngõ nghĩa bóng là cõi trần. Đó. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya. Thế thì cái từ bẽ bàng này nó có ý đó chính là xấu hổ, là tủi thẹn. Đó. Rồi đến câu thơ là gì ạ? Tưởng người dưới nguyệt chén đồng. Thế thì cái từ chén đồng chúng ta có thể hiểu rằng nó là cái chén rượu thề nguyền cùng lòng cùng dạ. Có nghĩa là đồng tâm đấy, cùng nhau làm, cùng nhau hướng về, đồng tâm cùng với nhau. Đó. Cái chú thích thứ 6, đây, câu thơ này này. Cái chú thích thứ 6 chính là câu thơ tin sương luống những giày trong mai chờ. Chúng ta có thể hiểu nghĩa cả cái câu văn ấy, cả cái câu thơ ấy. Ý muốn nói đến là Kim Trọng không biết Kiều đã bán mình đi xa, tới nay hãy còn mong chờ tin tức của nàng. Đúng không? Đấy là một cái sự uổng công, cái sự chờ đợi trong vô vọng. Đó. Tiếp theo, chúng ta có cái từ là gì ạ? Tấm son. Tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Nó chính là cái tấm lòng son, chỉ cái tấm lòng thủy chung son sắt gắn bó. Đó. Xót người tựa cửa hôm mai. Thế thì tựa cửa có nghĩa là gì? Ý muốn nói là người mẹ tựa cửa trông chờ tin con đấy. Các bạn sẽ rất hay gặp cái từ này trong những câu ca dao than thân, những cái câu ca dao về tình cảm gia đình. Con tựa cửa ngóng trông về cha mẹ, mẹ thì tựa cửa chờ mong tin của người con nhá. Rồi, từ số 9, cùng từ số 9, quạt nồng ấp lạnh. Quạt nồng ấp lạnh những ai đỏ sờ. Cái mùa hè trời thì nóng nực thì quạt cho cha mẹ ngủ. Mùa đông trời lạnh thì vào nằm trước cho giường nó ấm đi, ấm chiếu ấm chăn đấy, để khi mà cha mẹ vào nằm ngủ cái chỗ ấy nó đã ấm sẵn rồi, cha mẹ không bị lạnh nữa. Ý cả câu ấy nói về cái sự lo lắng, không biết ai sẽ là người phụng dưỡng, không biết ai sẽ là người chăm sóc cho cha mẹ khi mà mình vắng mặt đây, đúng không? Rồi, có một cái từ mà các bạn sẽ phải để tâm, đó chính là sân lai gốc tử. Đó, sân lai đây chính là sân nhà lão Lai Tử. Đây chỉ sân nhà cha mẹ Thúy Kiều. Theo Hiếu Tử truyền thì lão Lai Tử người nước Sở thời Xuân Thu rất có hiếu. Tuy đã già mà còn nhảy múa ở ngoài xuân cho cha mẹ xem để mua vui cho cha mẹ. Đó, hay là gốc tử này, đây là điển tích điển cố mà.
Đó là gốc cây tử, là cây thị, chỉ cha mẹ. Cả câu ý muốn nói rằng là gì ạ? Cha mẹ thì đã già rồi. Theo quan điểm, theo cái điển cũ nói cái cây sâu và cây tử là những cây do cha mẹ trồng ở quanh nhà. Đó. Thì sau này khi mà vào học chi tiết, học cụ thể cái văn bản này, chị sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn hiểu là cái điển tích, điển cố Xuân Lai gốc tử nó sẽ là như thế nào. Và tại sao Nguyễn Du lại sử dụng cái điển tích này khi mà để Thúy Kiều nhớ về cha mẹ của mình nhá. Đó. Và cái từ cuối cùng là buồn trông gió cuốn mặt doành. Cái doành có nghĩa là cái doành, đó là vụng, đó là vũng sông hoặc là vụng biển. Các bạn có thể hình dung ra như vậy nhé. Rồi, đấy chính là công việc mà chị em mình sẽ đi qua khi mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu văn bản. Chúng ta sẽ đi giải thích những cái từ khó. Và bây giờ thì chị sẽ nói qua về nội dung của văn bản này. Ok không? Chúng ta sẽ cùng nhau nói qua về nội dung của văn bản nhé. Thế thì đối với Kiều ở Lầu Ngưng Bích á, đây là một văn bản mà nó đi theo một cái tiến trình nhá. Đầu tiên là chúng ta thấy là gì ạ? Chị em Thủy Kiều lúc mà giới thiệu, đúng không? Nguyễn Thu bắt đầu giới thiệu. Cho đến cái cảnh mà chị em Thủy Kiều bắt đầu là đi chơi hội đạp thanh, gặp mộ đạp tiên. Và từ đó là bắt đầu cái dự báo về số phận, cái dự cảm về số phận. Và đến Kiều ở Lầu Ngưng Bích, đó chính là một cái đoạn trích mà nói về cái sự lênh đênh chìm nổi, cái tâm trạng buồn tủi của Thúy Kiều. Ok chưa? Nhá. Thì đấy. Thế thì đối với Kiều ở Lầu Ngưng Bích là một trong những đoạn tả cảnh ngụ tình hay nhất trong truyện Kiều. Có thể nói rằng là như vậy. Bằng cái ngòi bút tài hoa thì Nguyễn Du đã khắc họa được tâm trạng buồn tủi, đau đớn, tủi nhục của Thúy Kiều. Đồng thời thì ông cũng thể hiện cái tâm trạng chung thủy son sắt, sự nhân hậu hiếu thảo của cô Kiều. Khi này á, khi cái văn bản này xuất hiện là cái lúc mà Thúy Kiều bị mạ giám sinh làm nhục, Tú Bà ép làm gái Lầu Xanh. Kiều vô cùng tủi nhục và đã tự vẫn để rớt cái nợ hồng nhan này. Nhưng mà lại được cứu ạ. Kiều lại không chết. Sợ mất vốn thì Tú Bà liền đưa Kiều ra ở Lầu Ngưng Bích nhằm che giấu cái sự qua lại dòm ngó của mọi người và cũng để thực hiện cái âm mưu mới. Và tại đây thì Kiều cảm giác như là bị giam lỏng vậy. Chỉ có một mình tại Lầu Ngưng Bích hưu quạnh mà thôi. Khung cảnh bốn bề bát ngát mênh mông càng làm cho Kiều cảm thấy là gì? Buồn não. Đó. Và để diễn tả cái nỗi buồn của Kiều thì Nguyễn Du không trực tiếp tả Kiều, mà ông tả cảnh. Ông đã mượn cảnh để có thể tả cô Kiều. Từ đấy lại thấy được cái nỗi buồn của Kiều được nhân lên bội phần. Hay không? Nhá, thế thì chúng ta nhìn thấy này. Ngay từ đầu Nguyễn Du đã nói là gì? Trước Lầu Ngưng Bích khóa xuân. À, ngay từ đầu ta đã thấy được một cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp của Kiều rồi. Lầu Ngưng Bích đã chôn chặt một cô gái đang tuổi thanh xuân như Kiều. Lẽ ra cái thời điểm này Kiều phải được hạnh phúc, đúng không ạ? Phải được hạnh phúc, phải được đi đây đi đó, phải được tận hưởng cái tuổi thanh xuân của mình. Ở đây là một cái lứa tuổi đẹp nhất của một cô gái. Đã bao nhiêu đêm Kiều trằn trọc, cô đơn, với nỗi trống trải buồn tủi và sợ hãi. Nguyễn Du đã chọn cái thời gian là một đêm trăng để miêu tả tâm trạng của Kiều. Ngồi trên lầu cao nhìn ra xa xa, bốn bề bát ngát, Kiều thấy dãy núi mảnh trăng như ở cùng trong một cái bức tranh. Cảnh rất đẹp nhưng Kiều thì càng buồn tủi. Núi và trăng được ở chung một bức tranh, còn Kiều và Kim Trọng lại phải xa cách nghìn trùng. Kiều lại càng cảm thấy làm sao ạ? Buồn não. Đó, càng cảm thấy buồn não. Lại những cát vàng cồn đỏ bụi hồng rậm kia, tất cả như mở rộng một cái không gian ra nhiều phía, tô đậm được cái sự cô đơn của Kiều. Cảnh ấy, tình ấy làm cho lòng Kiều như tan nát, càng thấm thía cái bẽ bàng của thân phận. Vậy thì đấy, các bạn có thể hình dung ra được nhá. Nếu mà các bạn ngay từ lúc đầu các bạn có thể hình dung ra được là cái bố cục của văn bản này, chị sẽ chia bố cục ra làm 3 phần. Phần 1, 6 câu thơ đầu. 6 câu thơ đầu đây, chị đã gạch cho các bạn rồi đây. Trước Lầu Ngưng Bích khóa xuân,
vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia, bẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. À, đây chính là việc tác giả đang giới thiệu cái cảnh ngộ và nỗi niềm của Kiều, được không ạ? Cái hoàn cảnh cô đơn của Kiều nó thể hiện ở 6 câu thơ đầu tiên. Đó, 6 câu thơ đầu tiên, đúng không? Nhá, thế thì nhớ cho chị này, gồm 6 câu thơ nó sẽ thể hiện được cái hoàn cảnh cô đơn. Ở trong cái hoàn cảnh cô đơn ấy, chúng ta có cái yếu tố về thời gian, chúng ta có yếu tố về không gian, chúng ta có yếu tố về cảnh vật. Và chính cái nghệ thuật liệt kê đối lập của Nguyễn Du, khi mà tác giả sử dụng, ông đã làm cho cảnh vật hiện ra bốn bề bát ngát mênh mông, đối lập với cái lòng người cô đơn trống vắng. Đó. Nhá. Nhớ chưa? Nào, nhớ cái những cái câu thơ đầu chưa? 6 câu thơ đầu chưa? Nhớ nhá. Thế thì nhìn này, cái vẻ non xa tấm trăng gần này này, nó cùng hiện diện trong một cái bức tranh, chị đã nói rồi đấy. Cái vẻ non xa ấy lúc đầu gợi cho người ta cái cảm giác rất là vững chãi, dày dặn tuyết xương. Nhưng hóa ra non xa cũng chỉ là non xa, nghĩa là ngoài cái tầm với của mình, đúng không? Nó ngoài cái tầm với của mình, không thể làm chỗ dựa cho tâm hồn bé bỏng của nàng nữa. Chỉ còn tấm trăng gần là chi âm chi kỳ bầu bạn cùng nàng. Bóng trăng suy tư trên nền trời cao thăm thẳm soi rọi trở nên gần gũi trong trái tim của nàng. Trong cuộc đời của Kiều ấy, ánh trăng đã từng chứng kiến, chia sẻ với Thúy Kiều những giây phút say sưa hạnh phúc. Đó là những cái câu thơ khi mà nói về cái mối tình đầu trong đêm ước nguyền. Vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai miệng một lời song song. Trong cái đêm nguyện ước á, Thúy Kiều đã nói như vậy. Rồi trăng xưa nay vẫn được ví như một cái sự hạnh phúc, như một cái sự đoàn viên sung mãn. Trong thơ của Hàn Mặc Tử chúng ta cũng nhìn thấy ánh trăng. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, không bán đoàn viên ước hẹn hò. Đúng không? Và rất nhiều chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh trăng trong thơ Hồ Chí Minh nữa. Đó, ngắm trăng đấy, vọng nguyệt đấy, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ đấy. Đúng không? Rất nhiều bài thơ của Hồ Chí Minh nói về trăng. Chúng ta có thể liên hệ mở rộng như vậy. À, vậy mà khi Kiều ở lầu Ngưng Bích, bóng trăng kia chỉ là tấm trăng nhỏ nhoi thôi. Vẻ non xa tấm trăng gần nó chỉ là tấm trăng thôi ạ. Nhá, để ý sau này khi mà đi phân tích nó chỉ là tấm thôi. Đó, tấm trăng nhỏ nhoi cô độc. Được không? Và sau đó thì bắt đầu Thúy Kiều nhìn ra xung quanh. Bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cuồn nọ bụi hồng dặm kia. Một cái cảm giác bao trùm câu thơ là âm hưởng kéo dài. Cả một cái không gian trải rộng trong cảm giác cô đơn hưu quạnh. Những bãi cát vàng nhấp nhô uốn lượn, bụi hồng dàn trải mênh mông kéo theo mất hút vào vô tận. Đó. À, chúng ta rất hay được nghe một cái câu thơ như thế này. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm trạng của con người ấy, nó sẽ nhuốm vào cảnh vật. Mình buồn, mình nhìn cảnh vật thôi cũng thấy buồn rồi. Cái cảm giác, cái cảm xúc, cái tâm trạng của mình nó phản chiếu lại với cảnh vật. Và giống như đây, tả cảnh ngụ tình. Có nghĩa là sao? Tả cảnh. Nhưng mà để nói đến tình, cảnh buồn thì tình cũng buồn, cảnh buồn thì tâm trạng của Thúy Kiều cũng rất là buồn, đúng không? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thế thì trong cái tâm trạng u sầu kia thì Kiều đâu có cái lòng nào mà chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của thiên nhiên nữa, đúng không? Đó, không thể nào mà chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của thiên nhiên nữa rồi. Và bắt đầu nhá, bắt đầu này, Nguyễn Du miêu tả cho chúng ta thấy cái nỗi nhớ của Thúy Kiều. Sau khi mà đã khắc họa được cái hoàn cảnh cô đơn của Thúy Kiều rồi, tác giả Nguyễn Du bắt đầu nói đến nỗi nhớ. Nào, nói đến nỗi nhớ thì sao? Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tin sương luống những dày trong mai chờ. Đó, rồi bên trời góc bể bơ vơ,
tấm son gột dừa bao giờ cho phai, xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân Lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. À, thế thì chúng ta nhìn thấy này, cái phần mà Nguyễn Du đang nói về cái nỗi nhớ ấy, nỗi nhớ Kim Trọng, rồi lại là nỗi nhớ cha mẹ, đúng không? Trong một cái khung cảnh vắng lặng, không một bóng người, không một tâm hồn thân thuộc bầu bạn, cái đau khổ tủi nhục vẫn cận đó, thì Kiều nghĩ đến ai đầu tiên? Nghĩ đến Kim Trọng, đúng không? Nghĩ đến Kim Trọng đầu tiên, và sau đó thì sẽ nghĩ đến cha mẹ. Các bạn sẽ phải thắc mắc là gì ạ? Ồ thế thì tại sao Thúy Kiều lại không nghĩ đến cha mẹ trước nhở? Sao lại phải đi nghĩ đến Kim Trọng trước? Đúng không? Hả? Thì sau này những cái câu hỏi như vậy chúng ta sẽ được giải thích ở trong khóa học nhá. Chúng ta sẽ có cái những cái lý do để có thể biết được rằng là à vậy thì tại sao Thúy Kiều nghĩ đến Kim Trọng đầu tiên? Ờ, có người bảo rằng là đúng là lẽ ra là Kiều phải nghĩ đến cha mẹ chứ, thì nó mới đúng là một người con hiếu thảo chứ. Thế nhưng có phải là Nguyễn Du vô tình quên mất điều này, và sự sắp xếp đó là vô tình hay là có ý khác? Chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi khi mà đọc văn, khi mà đọc thơ, khi mà đọc tiếp cận tất cả những cái tác phẩm văn học. Thế thì ở đây á, Nguyễn Du lại có một cái ý khác. Nguyễn Kiều thì đã bán thân mình để có thể cứu cha mẹ rồi. Đó là một cái sự hy sinh rất là to lớn của Kiều cho cha mẹ rồi, đúng không? Do đó có thể nói là Kiều đã phần lớn làm được cái bổn phận của một người con khi mà hy sinh hạnh phúc cá nhân của đời mình. Thế nhưng mà Kiều đã vô cùng đau đớn khi cân nhắc bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn, đúng không? Đấy, Kiều quyết định làm tròn chữ hiếu là gì? Đệ lời thề Hải Minh Sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Các bạn có thể đọc những cái câu thơ như vậy. Kiều luôn ám ảnh, mặc cảm phụ tình Kim Trọng. Cho dù nếu cái thời gian có thể trở lại, Kiều sẽ vẫn làm như thế. Đó là lý do tại sao Kiều lại nhớ Kim Trọng đầu tiên. Từ khi mà bị Mã Giám Sinh làm nhục và giờ lại bị ép làm gái lầu xanh, cái nỗi đau đớn nhất là Thúy Kiều không còn xứng đáng với Kim Trọng nữa. Do đó thì cái việc để Kiều nhớ Kim Trọng trước tiên là hợp với cái quy luật logic của tình cảm. Nhớ Kim Trọng, Kiều nhớ đến cái lời thề nguyền tình yêu, tưởng người dưới nguyệt chén đồng. Rồi Kiều lại đau đớn nghĩ đến cái cảnh là Kim Trọng đang khổ sở buồn đau, chờ mong bóng dáng của mình, tin sương luống những giày trong mai chờ. Trong khi đó thì mình lại đang bên trời góc bể bơ vơ. Câu thơ là tấm son gột dừa bao giờ cho phai, nó diễn tả cho chúng ta thấy một cái tấm lòng rất là son sắt của Kiều. Dù bị vùi dập nhưng mà vẫn mãi không bao giờ phai mờ. Cũng như là cái tình yêu của Kiều dành cho Kim Trọng ấy, là mãi mãi đó, là mãi mãi không thể thay đổi nhá. Và sau đó thì sau khi mà đã nhớ Kim Trọng xong rồi thì Kiều bắt đầu là nhớ đến cha mẹ của mình. Xót người từ cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Đó, Sân Lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Bốn câu thơ này là câu thơ mà Nguyễn Du để miêu tả cái tâm trạng Kiều khi nhớ đến cha mẹ. Lòng Kiều ngập tràn thương xót khi nghĩ đến cảnh cha mẹ sớm chiều đau đáu, mong chờ tin con. Rồi Kiều lo lắng không ai phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ thay cho mình. Chúng ta thấy có một cái thành ngữ đó chính là quạt nồng ấp lạnh. Những điển cố như là Sân Lai, gốc tử, nó đã diễn tả được cái tấm lòng hiếu thảo và niềm nhớ thương cha mẹ của Kiều. Từ khi Kiều bị đưa đi xa, Sân Lai cách mấy nắng mưa, nắng mưa ấy đâu đã làm thay đổi cảnh vật quê nhà ít nhiều rồi. Gốc tử đã lớn vừa người ôm chứng tỏ cái thời gian Kiều đi cũng đã khá là lâu rồi. Đó. Do đó thì sao? Kiều lại cho cha mẹ mình, lại lo cho cha mẹ mình ngày một già yếu, càng nghĩ thì càng thấy xót xa nhá. Và có lẽ cái điểm nổi bật nhất, cái điểm nổi bật nhất chính là những cái câu thơ miêu tả tâm trạng buồn trông.
buồn trông cửa bề chiều hôm. Đây là những cái câu thơ mà thể hiện cái tiếng lòng, câu thơ nổi bật của Nguyễn Du khi mà trong cái nghệ thuật tả cảnh ngụ tình nhá, trong nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Thế thì chúng ta có thể thấy là bốn cái cặp câu thơ lục bát, mỗi cặp nó gợi lên một cái nỗi buồn man mác, một cảnh bi ai. Cái điệp ngữ buồn trông này nó được lặp lại 4 lần, nó cất lên như một cái bản nhạc nhẹ nhàng nhưng mà đầy cái xúc cảm mãnh liệt của một tâm hồn và trái tim tan vỡ. Buồn trông ấy là buồn mà nhìn ra xa, ngóng trông một cái gì đó mơ hồ sẽ đến làm thay đổi cái thực tại. À, vậy thì ở đây chúng ta thấy được là hình như Kiều mong một cánh buồm nơi cửa bể, cánh buồm đưa Kiều trở lại quê hương xứ sở của mình. Thế nhưng cánh buồm lại thấp thoáng xa xa, không thể rõ được, và mỗi lúc nó một xa hơn, giống như cái ước vọng mơ hồ dần tụt khỏi tầm tay của Kiều. Kiều lại trông ngọn nước mới từ cửa sông chảy đến, một cánh hoa đang lênh đênh trên sóng nước bị xô đẩy không biết sẽ đi theo hướng nào. Và phải chăng cuộc đời Kiều sẽ như bông hoa giữa dòng ấy, sẽ lênh đênh phiêu bạt? Đó nhá, Kiều trông về bốn phía chân mây mặt đất, nổi cỏ dầu dầu, nổi cỏ một màu héo úa trải dài bất tận từ mặt đất đến chân mây. Đúng là một cái cảnh đau lại càng thêm đau, đúng không? Kiều buồn lòng nghĩ đến một cái cuộc sống tẻ nhạt, vô vị ở chốn này, không biết sẽ kéo dài đến khi nào nữa đây. Xa, nhìn ra xa rồi nhìn ra, nhìn về gần, nàng theo cái tiếng gió gào, theo cái tiếng sóng ầm ầm nổi lên như một cái sự muốn phây chụp lấy nàng. Đó, những cái âm thanh ấy nó cảm giác như là dữ dội, tượng trưng cho những cái tai họa khủng khiếp chuẩn bị là sao? Chuẩn bị giáng xuống đầu nàng. Đó, vậy thì các bạn có thể nhìn thấy là đây là một bài, đây là một văn bản thơ mà nó đặc cái nét tả cảnh ngụ tình. Sẽ có cái đề nhá, sẽ có cái đề thi mà người ta sẽ hỏi về đặc sắc nghệ thuật, hỏi về cái nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của Nguyễn Du khi mà được thể hiện trong Kiều ở Lầu Ngưng Bích, thì lúc đó các bạn sẽ phải xử lý. Đồng ý không? Rồi, đấy chính là chị vừa nói qua cho các bạn, sơ qua cho các bạn về văn bản Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Và sau này thì các bạn sẽ phải, sau này các bạn sẽ phải làm sao ạ? À, các bạn sẽ phải học kỹ hơn nhá, học kỹ hơn về văn bản này. Nào, vậy thì các bạn có muốn hỏi gì về văn bản Kiều ở Lầu Ngưng Bích này không? Các em có muốn hỏi gì về văn bản này không ạ? Muốn hỏi gì về văn bản này không? Muốn hỏi gì thì nhắn tin cho chị nhá. Thì comment xuống đây chị có thể giải đáp. Nào, hiện tại thì các bạn có muốn hỏi gì không nào? Im nhở, ngày hôm nay có vẻ rất là trầm á. Chắc là chị sẽ không tặng cái phần viết tay này nữa đâu. Rất là trầm, trầm lắm ý. Nào, không thấy comment gì đúng không? Không thấy comment gì thì có vẻ là không hào hứng lắm nhỉ? Có vẻ là không hào hứng lắm đây. Nào, thế các bạn ơi, chị thấy có vẻ là không hào hứng lắm đâu. Thế cho nên là chắc là không tặng được cái phần tài liệu này rồi. Ngày hôm nay coi như là không được tặng tài liệu nhá. Vào đây học cùng chị để được nhận tài liệu mà chẳng thấy bạn nào comment thế này. Buồn ghê á. Rất là buồn. Có, cảnh ngày xuân có đấy. Ờ, nhưng mà thường thường thì chị thấy là đối với phần văn học trung đại thì nó sẽ, cái xác suất ra nó sẽ ít hơn về phần văn học, về phần văn học hiện đại. Đó. Nghệ thuật điệp ngữ buồn trông có tác dụng nói về nỗi đau buồn, lo âu, sợ hãi. Và còn có tác dụng gì nữa? À rồi, về cái điệp ngữ buồn trông nhá, các bạn sẽ phải nhớ chị này. Tác giả đã sử dụng 4 lần
4 lần cái từ buồn trông là 4 lần mà tác giả nói về những cái cảnh, nói về những cái cảnh, nói về ẩn dụ những cái số phận, những cái biến cố kinh hoàng ở trong cuộc đời của Kiều. Buồn trông là buồn mà trông xa ấy, buồn mà hy vọng ấy, mong rằng là sẽ có một cái gì đó nó đến với mình để nó giải thoát mình đi. Nhưng mà chỉ trong cái sự vô vọng mà thôi. Đó, chỉ trong cái sự vô vọng mà thôi nhá. Nó diễn tả một cái nỗi buồn giống như kiểu như là nó ngày càng tăng cấp. Nó tăng tăng với cái nhiều cái cấp độ khác nhau và sắc thái khác nhau. Giống như những cái con sóng lòng ấy, không sao chịu nổi. Giống như những cái nỗi buồn vô vọng nó cứ đang liên tiếp nối dài. Đó nhá, đấy chính là cái từ buồn trông. Vậy thì không biết ở đây những bạn nào đã đăng ký khóa học của chị rồi? Có bạn nào đăng ký khóa học của chị rồi không? Nhớ nhá, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng để các bạn có thể đăng ký khóa học với mức giá ưu đãi là 2.199.000 đấy. Và ngoài ra thì các bạn còn được tặng hai cái bộ tài liệu như thế này. Các bạn sẽ được tặng hai cái bộ tài liệu như thế này nữa. Thế thì đây chính là cái ngày cuối cùng ưu đãi rồi. Nếu các em ở đây, những các bạn ở đây mà có xem phần phát trực tiếp của chị, thì các em nếu muốn tham khảo và muốn học trước môn văn lớp 9, các em có thể nhắn tin về cho chị hoặc nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Yên Trung Cơ Sở lớp 6789 nhá. Để chúng ta có thể nhận được những cái ưu đãi liên quan đến khóa học, gửi cho các bạn một cái lộ trình học. Đó, để các bạn biết trước là bây giờ vậy thì bắt tay vào chương trình học ngữ văn lớp 9, các bạn sẽ phải học từ cái gì đầu tiên. Được chưa? Nha. Hả? Thế thì bây giờ là còn câu hỏi gì đó chị không nào? Ngày hôm nay sẽ là ngày buổi cuối cùng rồi. Là buổi cuối cùng của chị em mình trong chiến dịch tiếp cận văn chín rồi. Với bản thân chị thì chị cảm thấy rằng là chị rất là vui và hạnh phúc khi mà các bạn đón nhận những cái buổi học như vậy. Các bạn vào đây và xem cùng với chị, cùng chị giải đáp, cùng chị đưa ra những cái câu hỏi liên quan đến bài học. Chị thấy khá là vui đấy, bởi vì ít ra thì đấy là thể hiện một cái tinh thần là các bạn rất là ham học hỏi. Các bạn rất là muốn tìm hiểu kiến thức trước. Đó. Và hy vọng rằng sau cái buổi học này, vì đây là buổi học cuối rồi, sau buổi học này, các em sẽ vẫn đồng hành cùng với Học Văn Chị Hiên. Các em sẽ tiếp tục theo học những khóa học của Học Văn Chị Hiên để chúng ta có những cái cơ duyên nối dài với nhau hơn, cùng nhau chia sẻ nhiều cái kiến thức hơn nữa. Đồng ý với chị không? Đó, không biết là cảm nhận của các em như thế nào với 4 cái buổi học này. Các em có thể chia sẻ nhá. Các em có thể chia sẻ dưới phần comment này. Nào có thể nói ra rằng là sao? Em mong là sẽ có nhiều cái chiến dịch miễn phí như thế này hơn để em được học hơn à? Đúng không? Hay là như thế nào? Có thể chia sẻ cho chị biết không? Các em có thể chia sẻ cho chị biết không? Một khóa học này sẽ dao động trong khoảng 80 buổi trở lên nhá. Từ khoảng 80 buổi trở lên, chúng ta sẽ học trong vòng 10 tháng. Đó, từ tháng 7 cho đến tháng 5 của năm sau. Khóa học ấy sẽ có giá là 2.199.000 và một tuần chúng ta sẽ học 2 buổi, 2 tiếng trở lên nhé. Đó, các bạn có thể tham khảo khóa học. Và ngoài ra thì các bạn sẽ được tặng một bộ tài liệu 18 tác phẩm trọng tâm. Bộ tài liệu này sẽ chỉ ra cho các bạn đây. Chị cho các bạn xem cái bộ tài liệu ấy. Ví dụ như là trong truyện Kiều chẳng hạn, các em sẽ biết được rằng là những câu thơ nào sẽ là những câu thơ trọng tâm để các bạn có thể ôn luyện. Đây này, đây, chị đã gạch hết cho các bạn những câu thơ trọng tâm rồi, những hình ảnh trọng tâm để các bạn có thể phân tích rồi đây. Thấy không? Nhá. Đó, thì các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể tham khảo khóa học này. Và khi mà đăng ký khóa học thì các bạn sẽ được làm bài tập thường xuyên. Làm bài tập thường xuyên và được chấm chữa thường xuyên. Kết hợp với đó là sẽ được nhận tài liệu mỗi tuần để các bạn có thể học thêm, trau dồi những kỹ năng học, kỹ năng viết văn nhá. Muốn có thêm nhiều chiến dịch miễn phí như này nữa à? Rồi, ok, nhất trí. Các bạn khác thì sao? Ok, rồi. Sẽ có nhiều chiến dịch à? Đứa nào cũng mong sẽ có nhiều chiến dịch. Bạn nào cũng mong là có nhiều chiến dịch à? Trời đất ạ. Nhưng mà tại sao các bạn lại không muốn học mất phí? Học mất phí thì các bạn sẽ được học chi tiết hơn rất nhiều. Học miễn phí chỉ là những cái gọi là kiến thức cơ bản mà thôi.
chưa có đầy đủ kiến thức cơ bản đó, có nghĩa là các bạn sẽ được học những cái gọi là nền đó. Còn vào học có phí thì các bạn sẽ được học chi tiết lắm đấy, học chi tiết lắm, và các bạn sẽ có phần viết mẫu này, các bạn sẽ có hướng dẫn viết liên hệ mở rộng này, nhiều thứ hay ho mà các bạn sẽ phải khám phá lắm nhá. Rồi, thế thì ngày hôm nay chị nghĩ rằng là buổi cuối chị em mình sẽ chỉ đến đây thôi. Và hy vọng rằng là chị em mình sẽ cùng nhau gặp lại nhau trong những khóa học của Học Văn Chị Hiên trong thời gian tiếp theo. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì các bạn vẫn luôn ở đây theo dõi và đồng hành cùng với Học Văn Chị Hiên. Chị chúc cho các em những ngày tháng sắp tới, các em sẽ có thật là nhiều niềm vui, các bạn sẽ có thật là nhiều những cái điều may mắn, và năm học lớp 9 này sẽ gặt hái được nhiều thành công nhé. Và chẳng có gì quan trọng hơn, đó chính là việc các bạn đỗ cấp 3 với điểm số thật là cao. Ok không? Nha. Rồi, bye bye. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.